Địa tạng chim sát sám nghi, bản quần thuộc. Thị phạm Định Hoằng Pháp Sư, chuyển ngữ Hành Chương. Cúng nước. Dân hương. Đảnh lễ Phật ba lạy. Xá. Nhớ khí cung kính, nhớ tâm kính lễ thập phương thường trú Tam Bảo. Nghiêm trì hương hoa cúng dường như pháp, nguyện khói hương thơm này biến mãn khắp mười phương, cúng dường tất cả Phật, tôn pháp các hiền thánh, vô biên trong cõi Phật, lợi ích làm Phật sự. Tất cả Phật pháp tăng bảo, thể thường biến mãn đều hiện hữu khắp nơi, nguyện khiến hương hoa này đồng như các pháp tánh, phổ quân tất cả các cõi Phật, cúng dường làm Phật sự, dụng cụ cúng dường tất cả mười phương, lúc nào cũng có. Hôm nay con xin đem tất cả hương hoa anh lạc, tràng phan, bảo cái, các trang sức quý báu, di diệu, vô số âm nhạc, ánh sáng đèn nến, ẩm thực y phục, ngọa cụ, quốc men trong mười phương, cho đến hết tất cả những dụng cụ trang nghiêm trong mười phương có để cúng dường. Suy nghĩ đặt ra để phụng hiến cúng dường cho khắp cả chúng sanh. Trong các thế giới có người tu cúng dường, hôm nay con tùy hỷ. Nếu người chưa tu cúng dường, nguyện được dẫn dắt khiến họ tu cúng dường. Là nguyện thân con nhanh chóng có thể biến khắp đến các cõi nước, đối trước Phật Pháp Tăng, cúng dường các loại dụng cụ trang nghiêm cho tất cả, cùng tất cả chúng sanh chấp trì hiến cúng, cúng dường tất cả pháp thân, sắc thân của chư Phật, xá lợi hình tượng, phù đồ tháp miếu và tất cả các Phật sự. Cúng dường tất cả pháp tạng và nơi thuyết pháp, cúng dường tất cả hiền thánh tăng chúng. Nguyện cúng dường như vậy đến với tất cả chúng sanh tu hành, dần dần được thành lục sáu ba la mật, tứ vô lượng tâm, hiểu sâu tất cả pháp vốn tịch tịnh, không sanh không diệt, một vị bình đẳng, rời niệm thanh tịnh, cửu cảnh viên mãn. Cúng dường xong, tất cả cung kính. Khởi thỉnh Tam Bảo chư thiên, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Thất Phật, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Thất Phật, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Thất Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật Đẳng Ngũ Tam Thập Phật, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật Đẳng Ngũ Tam Thập Phật, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật Đẳng Ngũ Tam Thập Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Chim Sát Nghiệp Báo Kinh Di Diệu Pháp Tạng, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Chim Sát Nghiệp Báo Kinh Di Diệu Pháp Tạng, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Chim Sát Nghiệp Báo Kinh Di Diệu Pháp Tạng.
Nhất tâm phụng thỉnh, Nam mô thập phương nhất thiết pháp tạng. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam mô thập phương nhất thiết pháp tạng. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam mô thập phương nhất thiết pháp tạng. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam mô thập phương nhất thiết hiền thánh. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam mô thập phương nhất thiết hiền thánh. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam mô thập phương nhất thiết hiền thánh. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam mô kiên tịnh tính Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam mô kiên tịnh tính Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam mô kiên tịnh tính Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam mô biên kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam mô biên kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam mô biên kiến Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh, Phạm Thích Tứ Dương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lam Nội, hộ chánh pháp giả nhất thiết thánh chúng. Nhất tâm phụng thỉnh, Phạm Thích Tứ Dương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lam Nội, hộ chánh pháp giả nhất thiết thánh chúng. Nhất tâm phụng thỉnh, Phạm Thích Tứ Dương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lam Nội, hộ chánh pháp giả nhất thiết thánh chúng. Duy nguyện Đức Thích Ca Từ Phụ, Thất Phật Thế Tôn, Ngũ Thập Tam Phật, tất cả các bậc giác ngộ, tha tâm đạo nhãn, thấy nghe vô ngại, thần thông tự tại, quang lâm đạo tràng, nhiếp thủ chúng con, khiến thành tịnh tín. Duy nguyện Đức Thích Ca Từ Phụ, Thất Phật Thế Tôn, Ngũ Thập Tam Phật, tất cả các bậc giác ngộ, tha tâm đạo nhãn, thấy nghe vô ngại, thần thông tự tại, quang lâm đạo tràng, nhiếp thủ chúng con, khiến thành tịnh tín. Duy nguyện Đức Thích Ca Từ Phụ, Thất Phật Thế Tôn, Ngũ Thập Tam Phật, tất cả các bậc giác ngộ, tha tâm đạo nhãn, thấy nghe vô ngại, thần thông tự tại, quan lâm đạo tràng, nhiếp thủ chúng con, khiến thành tịnh tín. Chim sát thiện ác nghiệp báo tôn kinh, tất cả mười phương, pháp tạng thanh tịnh, cùng chân pháp tánh, sung mãn hư không, hiển hiện đạo tràng, nhận con cúng dường. Chim sát thiện ác nghiệp báo tôn kinh, tất cả mười phương, pháp tạng thanh tịnh, cùng chân pháp tánh, sung mãn hư không, hiển hiện đạo tràng, nhận con cúng dường. Chim sát thiện ác nghiệp báo tôn kinh, tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh, cùng chân pháp tánh, sung mãn hư không, hiển hiện đạo tràng, nhận con cúng dường. Thiên tịnh tính Bồ Tát, biến kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, đẳng thập phương nhất thiết hiền thánh, không xả từ bi, quang lâm pháp tọa, thương xót ủng hộ, chứng minh hành pháp của con. Thiên tịnh tính Bồ Tát, biến kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, đẳng thập phương nhất thiết hiền thánh, không xả từ bi, quang lâm pháp tọa, thương xót ủng hộ, chứng minh hành pháp của con. Thiên tịnh tính Bồ Tát, biến kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, đẳng thập phương nhất thiết hiền thánh, không xả từ bi, quang lâm pháp tọa, thương xót ủng hộ, chứng minh hành pháp của con. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc cứu thế, là bậc đại trí, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi khiến cho con mau trừ chướng ngại, tăng trưởng lòng tin hiểu sâu chắc, đại từ đại bi không trái thệ nguyện, phóng đại quang minh, tròn đầy sở nguyện cho con. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc cứu thế, là bậc đại trí, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi khiến cho con mau trừ chướng ngại, tăng trưởng lòng tin hiểu sâu chắc, đại từ đại bi không trái thệ nguyện, phóng đại quang minh, tròn đầy sở nguyện cho con. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc cứu thế, là bậc đại trí, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi khiến cho con mau trừ chướng ngại, tăng trưởng lòng tin hiểu sâu chắc, đại từ đại bi không trái thệ nguyện, phóng đại quang minh, tròn đầy sở nguyện cho con. Hộ pháp Thiên Long và Lam Chơn Tỷ tùy thuận lời thỉnh của con, giữ vững đạo tràng, khiếp sợ các ma chướng, thị hiện kiết tường, khiến sở tu của con tự tại thành tựu. Hộ pháp Thiên Long và Lam Chơn Tỷ tùy thuận lời thỉnh của con, giữ vững đạo tràng, khiếp sợ các ma chướng, thị hiện kiết tường, khiến sở tu của con tự tại thành tựu. Hộ pháp Thiên Long và Lam Chơn Tỷ tùy thuận lời thỉnh của con, giữ vững đạo tràng, khiếp sợ các ma chướng, thị hiện kiết tường, khiến sở tu của con tự tại thành tựu. Tán lễ Tam Bảo. Con nghe khắp mười phương, công đức chân thật vô biên, độ thoát các hữu tình,
tâm hoan hỷ kính lễ, từng tu vô lượng phước, nay được lễ Thế Tôn. Nguyện trong vô lượng kiếp, thường tu pháp cúng dường, nhất tâm đảnh lễ quá khứ Tỳ Bà Thi Phật. Nhất tâm đảnh lễ Thi Khí Phật. Nhất tâm đảnh lễ Tỳ Xá Phù Phật. Nhất tâm đảnh lễ Câu Lưu Tôn Phật. Nhất tâm đảnh lễ Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Ca Diếp Phật. Nhất tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Phổ Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Phổ Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Phổ Tịnh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Chiên Đàn Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Ma Ni Tràng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật. Nhất tâm đảnh lễ Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Huệ Cự Chiếu Phật. Nhất tâm đảnh lễ Hải Đức Quang Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Đại Cường Tinh Tấn Giọng Mạnh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Đại Bi Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Từ Lực Dương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Từ Tạng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Chiên Đàn Khố Trang Nghiêm Thắng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Hiền Thiện Thủ Phật. Nhất tâm đảnh lễ Thiện Ý Phật. Nhất tâm đảnh lễ Quảng Trang Nghiêm Dương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Kim Hoa Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Bảo Cái Chiếu Công Tự Tại Lực Dương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Hư Không Bảo Qua Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Lưu Ly Trang Nghiêm Dương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Bất Động Trí Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Hàng Phục Chúng Ma Dương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Tài Quang Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Trí Huệ Thắng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Di Lạc Tiên Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Thiện Tịch Nguyện Âm Diệu Tôn Trí Dương Phật.
nhất tâm đảnh lễ, thấy Tịnh Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Long Chủng Thượng Tôn Dương Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Nhật Nguyệt Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Huệ Tràng Thắng Dương Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Sư Tử Hậu Tự Tại Lực Dương Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Diệu Âm Thắng Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Thường Quang Tràng Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Quang Thế Đăng Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Huệ Oai Đăng Dương Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Pháp Thắng Dương Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Tu Di Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Tu Ma Na Hoa Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Dương Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Đại Huệ Lực Dương Phật. Nhất tâm đảnh lễ, A Súc Tỳ Quang Hỷ Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Vô Lượng Âm Thanh Dương Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Tài Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Kim Hải Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Dương Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Đại Thông Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Dương Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Đông Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ, Đông Nam Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ, Nam Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ, Tây Nam Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ, Tây Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ, Tây Bắc Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ, Bắc Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ, Đông Bắc Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ, Hạ Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ, Thượng Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ, Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ, Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng.
nhất tâm đảnh lễ, thập phương nhất thiết pháp tạng. Nhất tâm đảnh lễ, thập phương nhất thiết pháp tạng. Nhất tâm đảnh lễ, chiêm sát hiện ác nghiệp báo kinh di diệu pháp tạng. Nhất tâm đảnh lễ, thập phương nhất thiết hiền thánh. Nhất tâm đảnh lễ, thập phương nhất thiết hiền thánh. Nhất tâm đảnh lễ, thập phương nhất thiết hiền thánh. Nhất tâm đảnh lễ, Thiên Tịnh Tín Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ, Biên Kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Tu hành sám hối. Con cùng chúng sanh, từ vô thỉ đến nay, thường vì ba nghiệp, sáu căn và trọng tội làm chướng ngại, nên không thấy được chư Phật, không biết xuất ly sanh tử, thuận theo sanh tử, không biết giáo lý di diệu. Ngày nay tuy đã biết, nhưng do con và chúng sanh đều bị tất cả tội nặng làm chướng ngại, hôm nay xin đối trước Bồ Tát Địa Tạng thập phương chư Phật, rộng vì tất cả chúng sanh mà quy y sám hối, duy nguyện chư Phật từ bi gia hộ, khiến chúng con tội chướng tiêu diệt. Rộng vì tất cả chúng sanh khắp pháp giới đều nguyện đoạn trừ ba chướng, quy y sám hối. Con cùng chúng sanh từ vô thỉ đến nay đều do tham ái kiến chấp, trong lòng suy tính ngã nhân, ngoài thêm vạn xấu, không tùy hỷ người, không có chút thiện niệm, duy chỉ có ba nghiệp tạo ra nhiều tội chướng. Vì tuy không rộng nhưng ác tâm lan tràn, ngày đêm liên tục không hề gián đoạn, lại phạm lỗi lầm không muốn người biết, không sợ ác đạo, không tàm không quý, không biết nhân quả. Vì thế ngày nay, thâm tín nhân quả, sanh lòng hổ thẹn, luôn luôn sợ hãi, phát lộ sám hối, đoạn tâm tương tục, phát tâm bồ đề, đoạn ác tu thiện, tinh cần sát tấn ba nghiệp, sửa đổi tội nặng trong quá khứ, tùy hỷ phàm thánh dù chút thiện nhỏ, nguyện mười phương Phật có đại trí tuệ, có thể cứu bạc cho con cùng tất cả chúng sanh, từ trong biển sanh tử vô tận, đến bờ của tam đức. Từ vô thị đến nay, không biết tánh của các pháp vốn không tịch, nên tạo nhiều tội ác, nay biết không tịch, cầu đạo bồ đề, nguyện độ chúng sanh rộng tu các điều thiện, đoạn tất cả điều ác. Duy nguyện hết thảy tam bảo, Địa Tạng Bồ Tát, từ bi nhiếp thọ, nghe con sám hối. Con đệ tử Định Hoằng, chí tâm sám hối. Con cùng chúng sanh, tự tánh thanh tịnh, cảnh giới chân thật, đồng thể chư Phật, vô minh suy ám, quân tập nhân duyên, hiện cảnh giới vọng, khiến sanh tham trước. So tính ta và của ta, quân tập các ác pháp, sáu căn ba nghiệp, tạo nhiều tội chướng, thập ác ngũ nghịch, trọng nan khinh giá, chướng tuệ chướng định, chướng dư giới phẩm, dẫn đến luân hồi khổ ải, mãi không có ngày ra khỏi. Giả như muốn tu hành, nhưng quá nhiều nghi chướng, hoặc bị ngoại ma quấy nhiễu, hoặc gặp tà kiến, không đủ trợ duyên, tính tâm không thành. Nay gặp Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, dùng lời nhẹ nhàng an ủi, khai phá mê mờ cho con, rửa sạch tâm con, cầu ai sám hối. Duy nguyện thập phương chư đại từ tôn chứng tri hồ niệm. Nay con sám hối, thì không tái phạm. Nguyện con cùng hết thảy chúng sanh, nhanh được trừ diệt, từ vô lượng kiếp đến nay, mười ác bốn trọng, ngũ nghịch điên đảo, hủy bán tam bảo, tội nhất xiển đề, tội đánh như vậy, vốn là không tịch. Nhưng từ hư vọng khởi tâm điên đảo, chưa có định thật, mà có thể chứng đắc. Nguyện tất cả chúng sanh mau đạt bổn tâm, vĩnh viễn diệt trừ tội căn. Sau khi sám hối theo kinh văn nói trên, tiếp tục suy xét lại hiện đời, bản thân mình đã từng phạm các tội lỗi, sai quấy gì, ví dụ tà dâm, coi những thứ đồ trụy, bất hiếu, chửi thề, sát sanh, phá thai, trộm cắp, dùng chất kích thích, vân vân, thì lại chí tâm mặc các tội lỗi đó ra, đối trước chư Phật Bồ Tát, chí thành ăn năn sám hối thì không tái phạm lại. Sám hối xong, quy mạng lễ tam bảo. Phát khuyến thỉnh nguyện, con đệ tử Định Hoằng, chí tâm khuyến thỉnh, nguyện khiến hết thảy Bồ Tát trong mười phương, chưa thành chánh giác, nguyện mau thành chánh giác. Nếu đã thành chánh giác, nguyện thường trú tại thế,
vận chuyển bánh xe Pháp, không nhập Niết Bàn. Nguyện hết thảy các đức Như Lai, với số cực vi trong tất cả cõi vật khắp hư không Pháp dưới mười phương, ba đời toàn muốn thể hiện nhập Niết Bàn, cùng các Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Hữu Học, Vô Học, cho đến tất cả các bậc thiện tri thức. Con đều khuyên mời xin đừng nhập Niết Bàn, xin ở lại đời trải qua số kiếp như vi trần trong tất cả cõi Phật, vì muốn cho tất cả chúng sanh được lợi lạc. Khuyến thỉnh xong, quy mạng lễ Tam Bảo. Phát nguyện tùy hỷ, con đệ tử Định Hoằng chí tâm tùy hỷ, nguyện cho con và tất cả chúng sanh xả bỏ rốt ráo diễn diễn tâm đố kỵ, đối với tất cả công đức tu học và thành tựu của các cõi nước trong ba đời, hãy đều tùy hỷ. Bao nhiêu đức Phật như số vi trần trong tất cả cõi Phật khắp hư không pháp giới mười phương ba đời, từ khi mới phát tâm vì muốn chứng thành Phật đạo mà xin tu cội phước chẳng tiếc thân mạng, trải qua số kiếp như số cực vi trần trong bất khả thuyết cõi Phật, mỗi kiếp đều thí xả đầu, mắt, tay, chân, vân vân, nhiều như số cực vi trong bất khả thuyết cõi Phật, làm tất cả các hạnh khó làm như vậy, đầy đủ các món ba la mật, chứng nhập các chí địa của Bồ Tát, trọn nên quả vô thượng Bồ đề của chư Phật, cho đến nhập Niết Bàn phân chia xá lợi. Bao nhiêu căn lành ấy con đều tùy hỷ cả, đến các loài lục thú tứ sanh trong tất cả mười phương thế giới kia có bao nhiêu công đức dầu nhỏ như mảy trần con đều tùy hỷ. Mười phương ba đời tất cả các vị Thanh Văn, Bích Chi Phật, Hữu Học và Vô Học có bao nhiêu công đức con đều tùy hỷ. Tất cả chư Bồ Tát tu hành cần khổ khó làm, chí cầu quả vô thượng chánh đẳng Bồ đề, công đức rộng lớn con đều tùy hỷ. Tùy hỷ xong, quy mạng lễ Tam Bảo. Phát nguyện hồi hướng. Con đệ tử Định Hoằng chí tâm hồi hướng, nguyện đem tất cả công đức mà con tu được làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, đồng hướng đến Bí Phật, đến thành Niết Bàn. Những đến lễ sám có bao nhiêu công đức hãy đều đem hồi hướng cho tất cả chúng sanh khắp trong hư không pháp giới, nguyện cho tất cả chúng sanh thường được an lạc, không các bệnh khổ, muốn thực hành pháp ác thảy đều không thành, còn tu nghiệp lành thì đều mau thành tựu, đóng chặt cửa của tất cả các ác thú, mở bày đường chánh nhân thiên Niết Bàn. Hồi hướng xong, quy mạng lễ Tam Bảo. Phát nguyện thêm và đoan tọa tịnh thức, xưng niệm danh hiệu pháp môn Ngũ Hối. Con đệ tử Định Hoằng, chí tâm phát nguyện, nguyện mười phương Tam Bảo, Địa Tạng Từ Tôn, thương xót hộ trì, cứu bạc chứng tí, khiến đất nước này tiêu trừ thiên tai động loạn, chánh pháp lưu thông, khắp cả đều sanh tịnh tín, không có các chướng ngại, vĩnh viễn đoạn trừ tà ma. Con và chúng sanh mau chóng diệt trừ trọng tội, hiện đời ra khỏi sầu bi khổ não, cuộc sống sung túc, tam tụ giới căn rốt ráo thanh tịnh. Hai loại quán đạo ưng niệm hiện tiền, ta muội tổng trì, thần thông phương tiện, tứ nhiếp lục độ, tất cả đều viên thành, liễu ngộ tự tâm, cảm giới chân thật, xả thân vào thế giới khác, sanh tại Phật tiền, đối diện Di Đà, thị giả chư Phật, được Phật thọ ký, trở lại trần lao, phổ độ quần ni, đồng quy mật tạng. Phát nguyện xong, quy mạng lễ Tam Bảo. Tam quy y, tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thề theo đại đạo, phát lòng vô thượng. Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy vô ngại, hòa nam thánh chúng. Kệ hồi hướng, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới bốn cổ ba đường, nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ đề, hết một báo tên này, đồng sanh cõi cực lạc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.